Hello mọi người, mình là Subel đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở video clip này, mình sẽ tiến hành mở 510 cái hộp gương cung cấp của Vương quốc. Các bạn chờ xem là ở bên trong 510 hộp này có chứa những cái phần quà gì và tổng cộng mình kiếm được bao nhiêu game nha. Hôm qua với lại hôm nay là giai đoạn 1 của đêm giao thừa thập tự chinh. Kingdom của mình đang chuẩn bị vào map KVK4. Trước đây mình nhớ giai đoạn 1 đêm giao thừa thập tự chinh là nó sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. Lúc đó các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để xả AB. Bây giờ nó rút ngắn chỉ còn 2 ngày thôi. Nhiều khi là các bạn không đủ thời gian để xả AB đó. Hôm qua với lại hôm nay mình đã xả hết khoảng 260k AB dự trữ. Và mình nhận được 510 hộp gương cung cấp của Vương quốc. Cùng với lại ở đây khoảng 30 hộp nữa, là tổng cộng là 540 hộp gương cung cấp của Vương quốc. Tí nữa mình sẽ mở 510 hộp thôi, còn 30 hộp này mình sẽ để dành lại, mình từ từ mở. Khi mà các bạn đánh những con đội quân cướp bóc này, hên xui các bạn sẽ nhận được game nữa nha. Thì cái số lượng game mà nhận được từ những đội quân cướp bóc á, nó sẽ được tính vào đây hết. Trước khi mà mình xả AB á, mình có lấy giấy mình nốt lại cái số game của mình. Đó là 4016 cục. Sau khi mà mình đã xả hết khoảng 260k AB thì mình nhìn lại số game của mình đó là 4870. Mình làm một phép tính trừ, đó là khoảng 850 cục. Một cục là 10 game, vậy tính ra là mình kiếm được 8500 game từ việc đánh những con đội quân cướp bóc. Tí nữa mình sẽ mở 510 cái hộp này. Ở bên trong sẽ có game nữa và có một số tăng tốc. Đa số những cái AB dự trữ của mình đều dành hết vào trong giai đoạn này. Tùy các bạn thôi, nếu như mà các bạn muốn đua nhà huyền thoại thì các bạn đua, nhưng mà hơi khó nha. Như mình thì mình không đua nhà huyền thoại, mình chỉ xài nhà tím mà free thôi. Còn lại tất cả những cái điểm hành động của mình đều dồn hết vào trong giai đoạn 1 của đêm giao thừa thập tự chinh. Tại vì mình chỉ làm một F2B thôi, mình phải cố gắng kiếm thật là nhiều game và tăng tốc. Trước khi mà mình đi mở 510 cái hộp này á, thì mình phải nhắc sơ lại với các bạn làm sao để kiếm thật nhiều những cái điểm hành động dự trữ để xả vào trong cái giai đoạn này. Những cái điểm hành động dự trữ á, các bạn có thể kiếm được từ những cái event nhỏ lẻ. Nhưng mà những cái event nhỏ lẻ đó nó sẽ không thể nào đem lại cho các bạn một cái số lượng AB dự trữ nhiều được. Để mà kiếm được nhiều AB dự trữ thì các bạn phải tiến hành đánh pháo đài mang rợ. Và cái này cần có sự trợ giúp của cả liên minh. Liên minh của các bạn có khoảng hơn 100 người thì các bạn nên chia ra nhiều group nhỏ. Một group của các bạn khoảng 2-3 người thôi. Và các bạn chia ra đánh pháo đài mang rợ. Khi mà một cái pháo đài mang rợ bị tiêu diệt thì ở trong cái quà liên minh này nó sẽ cho các bạn một cái gương. Cả liên minh của các bạn, thí dụ có hơn 100 người đi, thì cả 100 người đó sẽ nhận được một cái gương. Và khi các bạn mở những cái gương này sẽ có xác suất nhận được những cái hộp AB dự trữ. Một hộp chỉ có 50 điểm thôi. Trước đây mình cứ nghĩ 50 điểm không là bao nhiêu hết. Nếu như mà cả liên minh của các bạn đều đoàn kết thống nhất đánh pháo đài mang rợ theo cái phương pháp 1 cộng 1 hoặc là 1 cộng 2, và các bạn thử kiên trì trong một tháng đi, các bạn sẽ thấy được cái số lượng AB dự trữ mà các bạn có được sẽ tăng lên rất là nhiều. Đối với những bạn nào mà có Mina hoặc là Cao Cao Max Skill thì những bạn đó có thể tiến hành đánh pháo đài 5 chỉ với một người tạo rally và một người chôn rally thôi. Còn nếu như mà đối với những bạn nào không đủ đam, nghiên cứu còn thấp hoặc là chỉ có tướng tím thôi, thì những bạn đó có thể đánh pháo đài mang rợ theo công thức là một người tạo rally và hai người chôn vào rally. Khi mà cả liên minh của các bạn đều thực hiện theo cái phương pháp như vậy thì số lượng gương quà tiêu diệt pháo đài mang rợ sẽ tăng lên rất là nhiều. Từ đó các bạn sẽ có thể kiếm được rất là nhiều những cái bình AB dự trữ. Và tất nhiên khi mà các bạn mở cái gương tiêu diệt pháo đài mang rợ, nó sẽ hên xui, không phải lúc nào nó cũng ra được cái bình AB cho các bạn đâu, tùy thuộc vào nhân phẩm của các bạn thôi. Chính vì vậy các bạn phải cố gắng tiêu diệt thật là nhiều những cái pháo đài mang rợ. Các bạn càng tiêu diệt được càng nhiều thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều gương tiêu diệt pháo đài mang rợ. Mà càng nhiều gương thì các bạn sẽ có xác suất mở ra được cái AB dự trữ càng nhiều. Như liên minh của mình á, mỗi ngày tiêu diệt rất là nhiều những cái pháo đài mang rợ. Và trung bình một ngày là mình sẽ đủ điểm để nhận cái kho báu pha lê màu lục đối với cái liên minh của mình là được tạo sau này. Còn đối với liên minh đã tạo được rất là lâu đời rồi thì cái phần quà này nè, nó sẽ được nâng cấp lên thành quà màu xanh dương hoặc là quà màu tím. Thì cái giá trị
của những cái phần thưởng ở bên trong nó sẽ cao hơn là cái kho báu pha lê màu lục. Đặc biệt là những lúc nào mà có event đua pháo đài mang rỡ thì kingdom của mình đánh còn nhiều hơn nữa. Bình thường trung bình là một ngày mình sẽ nhận được một cái gương pha lê màu lục. Nếu như mà có event á thì nhiều khi một ngày mình sẽ nhận được hai cái gương này, thậm chí là ba cái gương này luôn. Nếu như mà những bạn nào đang xem video clip này mà là R4 hoặc là R5, các bạn thử một lần làm theo cách của mình đi, kiên trì trong một tháng, rồi các bạn sẽ thấy được cái số lượng AB dự trữ mà các bạn có được sẽ rất là nhiều. Và ở trong cái giai đoạn 1 của đêm giao thừa thập tự chinh này á, mình cũng có một số điều muốn lưu ý với các bạn. Khi mà các bạn đánh những con đội quân cướp bóc á, các bạn không nên để dành quá nhiều những cái hộp sách treo. Khi mà các bạn tiêu diệt đội quân cướp bóc thì các bạn sẽ có xác suất nhận được hộp sách treo. Khi mà các bạn mở hộp sách treo thì nó sẽ random ra một trong 7 cái mảnh này. Và các bạn gom đủ 7 cái mảnh này, các bạn mới có thể đổi được một cái gương cung cấp của vương quốc. Và theo kinh nghiệm của mình á, thì các bạn đừng có để dành quá nhiều hộp sách treo. Các bạn nên chia ra, các bạn mà nhận được khoảng 10 hộp sách treo hoặc là 20 hộp sách treo thì các bạn nên mở ra đi. Vậy thì số lượng của từng cái mảnh này nó sẽ khá là đồng đều nhau. Và một cái mẹo nhỏ nữa, các bạn nên chia thời gian ra mở nhiều lần trong ngày. Các bạn đừng có mở một lúc 1.000 hộp sách treo. Mình đã từng có một lần mình để dành đủ 1.000 hộp sách treo, sau đó mình mở một phát hết 1.000 hộp sách treo luôn, và kết quả là 7 cái mảnh này của mình nó sẽ bị lọt chọt rất là nhiều. Có mảnh thì dư rất là nhiều và có mảnh lại thiếu rất là nhiều, làm cho mình rất là khó khăn. Và các bạn có thể vào trong đây để trao đổi với lại liên minh của các bạn, nhưng mà nó cũng tốn khá là nhiều thời gian. Theo kinh nghiệm của mình á, các bạn đánh được tới đâu thì các bạn nên trao đổi tới đó. Các bạn nhận được khoảng 10 cho đến 20 hộp sách treo thì các bạn cứ mở ra hết đi, sau đó các bạn xem coi có những cái mảnh nào mà nó bị thiếu nhiều thì các bạn hãy tiến hành trao đổi, hoặc là có những cái mảnh nào nó bị dư nhiều thì các bạn hãy tiến hành trao đổi. Và các bạn nên trao đổi càng sớm càng tốt, chứ đừng có để đến ngày cuối cùng các bạn mới bắt đầu trao đổi thì nhiều khi nó không có đủ thời gian. Và hiện tại các bạn thấy mình đang là hạng 6. Cái hạng này nó không có quan trọng. Các bạn vào đây nè, các bạn coi cái phần quà cá nhân này á, nó tính cho tổng cả 3 giai đoạn luôn. Cái đêm giao thừa thập tự chinh này nó có tổng cộng 3 giai đoạn lận. Các bạn muốn biết từng giai đoạn nó có những cái gì á thì các bạn vào trong kênh của mình xem lại những cái video clip đêm giao thừa của cuộc thập tự chinh ở trong KVK3 nha. Lúc đó mình làm khá là kỹ từng giai đoạn của nó là cái gì. Các bạn có thể xem trước để biết trước được những cái giai đoạn đó nó có những cái gì ở bên trong, thì các bạn có thể chuẩn bị tâm lý trước. Đến lúc đó thì các bạn không có bị bỡ ngỡ. Mục đích xả AB của mình ở trong giai đoạn này không phải là dùng để đua răng nha các bạn. Cái răng này nó rất là khó đua, nó tính cho cả cụm luôn, nên là các bạn khó đạt được hạng cao nếu như mà các bạn là F2B. Nếu như mà các bạn là boss á thì các bạn sẽ rất là dễ, tại vì nó có một cái giai đoạn là trên lính nữa. Thì khi mà train lính á, thì các bạn train không lại mấy ông boss đâu. Mục đích mình xả AB vào trong cái giai đoạn này là vì mình muốn lấy cái gương cung cấp của vương quốc thôi, chứ còn cái phần thứ hạng này mình không quan trọng nha. Dạo gần đây mình nghe nói là cái phần quà này nó bị fix lại rồi. Cái phần quà của nó không còn được ngon như hồi xưa nữa, thì tí nữa mình sẽ mở 510 hộp cho các bạn xem, coi là phần quà của nó bên trong như thế nào nha. Rồi còn một điều lưu ý với các bạn nữa, đó là khi mà các bạn dùng 5 đạo quân đi đánh đội quân cướp bóc thì các bạn nên ưu tiên chọn những con tướng mà nó có cái táp gìn giữ hòa bình. Và khi mà các bạn nâng điểm tài năng cho những con tướng có táp gìn giữ hòa bình này, các bạn nên nâng vào cái điểm tinh thông để nó giảm đi 10 điểm chi phí hành động. Thì khi mà các bạn đánh rất là nhiều, số lượng điểm hành động nó tiết kiệm cho các bạn sẽ rất là lớn nha. Các bạn nên cho những con tướng có táp gìn giữ hòa bình này làm tướng chính, còn tướng phụ thì các bạn cho con tướng nào cũng được. Đây là 5 con tướng mà mình chọn nè: Atheflat, Điêu Thuyền, Bodica, Cao Cao và Loha. Con Loha này á, mình sẽ cho kẹp với lại con Richard để nó hồi máu và nó sẽ làm tăng cơ. Còn 4 đạo còn lại sẽ swarm đội quân cướp bóc. Tại vì cái đạo Loha kẹp Richard này nó sẽ rất là trâu, nên là để nó tăng đam trước. Vậy thì cả 5 đạo này của mình để có thể tồn tại ở ngoài đồng với một cái thời gian là lâu nhất. Vậy thì mình sẽ tiết kiệm được nhiều những cái điểm hành động hơn. Khi mà đánh những cái đội quân cướp bóc, các bạn có thể kêu bạn của các bạn chung liên minh hoặc là khác liên minh đều được cả. Chỉ cần các bạn góp đam vào tiêu diệt con đội quân cướp bóc thì các bạn sẽ có xác suất nhận được hộp sách treo thôi. Rồi thì đối với cái giai đoạn 1 này, mình chỉ có một vài lưu ý đối với các bạn như thế thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong đây để mình mở thử 510 hộp gương cung cấp của vương quốc để xem được cái gì bên trong nha. Mình sẽ tiến hành mở hết luôn một lần để mình dễ tính cái số lượng game nha.
Trước đây á, cái hộp này nó sẽ không có nguyên liệu nha. Bây giờ nó fix lại là nó có nguyên liệu nè. Ở đây mình vẫn nhận được một số lượng tăng tốc khá là nhiều nè. Nó cho cả mình những cái gương mảnh vẽ nữa. Nhưng mà là cung, mình không thích cung lắm, mình chơi chuyên bộ mà. Còn đây là số lượng đá quý 50 x 19. Tí nữa mình sẽ cộng lại hết để xem là mình nhận được bao nhiêu game nha. Ôi giờ đợt này nó đổi thành rất là nhiều những cái nguyên liệu luôn các bạn ơi. Cho cả tượng tím. Đây là số lượng game nè các bạn. Tăng tốc 24 giờ 20 cái. Tăng tốc 3 giờ 122 cái. Đây, cuối cùng cũng có một cái gương mảnh vẽ của bộ binh. Để mình tính xem coi là nó có giảm cái số lượng game của mình hay không nha. 50 x 19 nè. Cộng với lại 200 x 23 nè. Cộng với lại 100 x 17 nè. Cộng với lại 500 x 15 nè. Vậy là tổng cộng ở đây 510 hộp gương cung cấp của Vương quốc, mình chỉ nhận được 14.750 game thôi. Vậy là số lượng game đã bị giảm đi rồi đó các bạn. Sau khi mà nó thêm những cái phần nguyên liệu này vô thì số lượng game mình cảm nhận được là nó giảm đi rồi. Tăng tốc mình không biết là nó có giảm hay không, tại vì tăng tốc mình ít khi tính lắm. Trước đây á, khi mà KVK3, lúc đó mình cũng xả AB vào trong giai đoạn 1 như thế này. Và mình nhớ là trong 3 ngày mình kiếm được tổng cộng là 28k game. Nhưng mà đợt này mình chỉ kiếm được có 14.750 game thôi. À còn phải cộng với lại cái phần đội quân cướp bóc nó gớt ra game nữa. Hồi nãy mình tính là đội quân cướp bóc nó gớt ra là 8.500 game. Vậy thì 14.750 game cộng với lại 8.500 game là mình chỉ tổng cộng là 23.000 game thôi các bạn. Không có quá nhiều ha. Giờ nó thêm những cái nguyên liệu với lại một số gương mảnh vẽ làm cho giảm tỷ lệ của game và tăng tốc. Mình thấy cái này cũng không có được ngon lắm, tại vì mình thích game nhất nhưng mà giờ nó lại giảm tỷ lệ của game rồi. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ trang bị cũng rất là quan trọng. Nếu như mà nó cho mình những cái nguyên liệu này thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian để mình có được những cái trang bị ngon. Đợt này mình có một cái may mắn, event đầu tư 7k game nó ra vào cái khoảng thời gian trùng với lại giai đoạn 1 đêm giao thừa thập tự chinh. Khi mà mình tiêu diệt những cái đội quân cướp bóc, ngoài cái hộp sách treo ra mình còn nhận được hộp lễ hội mùa xuân nữa. Đối với cái hộp lễ hội mùa xuân này, khi mà mình mở ra mình sẽ nhận được giấy màu hoặc là cái skin nhà đèn lồng may mắn có thời hạn trong 3 ngày. Cái skin nhà có thời hạn này mình có thể đổi game để mình dùng hết thử 2576 cái hộp này để xem là mình nhận được bao nhiêu skin nhà có thời hạn nha. Đây mình nhận được là 5 cái skin nhà có thời hạn. Một cái skin nhà này có thể đổi được 50 game, vậy là cũng được có 250 game thôi, cũng không có bao nhiêu hết. Vậy tính ra là trong 2 ngày của giai đoạn 1 đêm giao thừa thập tự chinh mình chỉ kiếm được 23k game thôi các bạn. Số lượng game mình kiếm được ở trong đợt này ít hơn hồi xưa rất là nhiều, là tại vì nó đã thêm một số nguyên liệu và những cái mảnh vẽ trang bị ở trong đó làm cho tỷ lệ game sẽ bị giảm đi. Nhưng mà trang bị cũng rất là quan trọng. Các bạn chơi càng về sau thì hơn thua nhau giữa những người chơi này so với lại người chơi khác, đó chính là trang bị của tướng nha. Rồi thì video clip mở 510 cái hộp gương cung cấp của Vương quốc đến đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích video này hãy để lại một like cũng như là subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Ok, bye bye.